Một vấn đề nữa khi làm một số đấu thầu thì cũng có thể chúng ta muốn là vì một lý do nào đó chúng ta làm cùng một lúc nhiều cái hồ sơ đấu thầu. Đấy. Và chúng ta muốn thể hiện các cái phông chữ khác nhau trên mỗi một bộ hồ sơ đấu thầu. Đấy. Ví dụ cái bảng chuẩn thì G8 dùng thông phông là Times New Roman. Đấy. Đây là Times New Roman, đây là VnArialNarrow cỡ 11, đây là VnArialNarrow vân vân, đây là Nero nhưng mà bold italic vân vân. Thế thì đây là phông Unicode, toàn bộ cái bảng là Unicode hết, tất cả là Unicode. Đấy. Thì có thể là một phương án. Có thể phương án khác thì chúng ta sử dụng chúng ta đổi cái này toàn bộ sang phông ABC chẳng hạn. Như vậy chúng ta vào công cụ, đấy, đổi phông chữ sang ABC tiêu chuẩn Việt Nam 3 ABC, hoặc là chúng ta đổi phông chữ sang VNI-Windows. Lưu ý là cái ABC này là cái phông mà từ thời những cái năm 90, 91, 95 trở đi đó. Thế sau này chúng ta dùng Unicode thì chúng ta lưu ý rằng là Unicode có nghĩa là chúng ta hay dùng cái Unicode dựng sẵn này này. Đấy, tiêu chuẩn Việt Nam ABC đây này và New Windows này. Đấy. Thì cái ABC là hay dùng cho miền Bắc và miền Trung, còn VNI Windows là hay dùng cho các tỉnh phía Nam. Đấy, thì phần mềm nó hỗ trợ cả hai là gì ạ? Chuyển sang ABC cũng được mà chuyển sang phông chữ VNI cũng được. Tuy nhiên lưu ý là khi chúng ta muốn chuyển sang một trong hai cái này thì trên máy chúng ta phải có các cái phông chữ tương ứng. Ví dụ chúng ta muốn chuyển sang ABC thì trên máy của chúng ta phải có các cái phông như là .vnTham, .vnArial, .vn Arialnarrow vân. Đấy, cái phông chữ VNI này chúng ta phải có những cái phông VNI như là VNI Health, VNI Time vân vân chẳng hạn, chúng ta phải có trên máy chúng ta lưu ý nhé, cái này trên máy chúng ta phải có. Còn nếu chưa có thì các bạn cài vào, các bạn có thể cài các cái phông chữ này vào để mà có, sau đó thì chúng ta mới sử dụng các chức năng này. Bây giờ ví dụ tôi chuyển sang ABC thì phần mềm nó hỏi này, có chắc chắn là chuyển toàn bộ phông chữ các sheet sang ABC không? Tiêu chuẩn Việt Nam 3 ABC hay không? Yes. No thì thôi, còn yes thì nó sẽ chuyển. Tất nhiên cái này nó sẽ hơi mất thời gian. Nói vậy thôi chắc cũng chỉ có mất tẹo vài giây là xong. Đây chúng ta nhìn này, đã chuyển đổi sang tiêu chuẩn Việt Nam 3 ABC. Sau đó thì xuất công trình là sang Excel. Đấy. Thì cái công trình này là chúng ta không nên lưu ở trong G8, tức là ý là chúng ta không bấm cái nút lưu này, nút xếp này, vì lý do là khi xếp này thì nó sẽ thành phông ABC mà G8 thì sử dụng phông Unicode, cho nên là chúng ta không nên lưu. Đấy nhé. Có nghĩa là trước khi mà chúng ta vào công cụ chuyển đổi phông này thì chúng ta phải gì ạ? Phải xếp công trình này trước. Sau đó thì khi mà vào chuyển đổi này rồi thì chúng ta không bấm nút này. Tôi nhắc lại là chuyển đổi rồi thì không bấm nút này, vì lý do các cái phông này bây giờ nó thành .vn Tham H này. Đấy, .vn Tham này, .vn Arialnarrow này. Đấy, đấy, đấy. Bên công trình cũng vậy. Chúng ta thấy ạ, các cái phông này nó là phông .vn Tham, đây là .vn Arialh, đây là .vn Tham H là phông ABC. Trong đó cái file chuẩn ở G8 là phông Unicode. Đấy, thế cho nên là tôi khuyến nghị là không được lưu nhé, mà chúng ta phải lưu trước khi chuyển đổi phông. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ xuất cái này sang Excel. Tôi ví dụ như là tôi xuất sang cái đây. Các cái này thì chúng ta định dạng lại số, tức là nó sẽ định dạng lại số rồi căn chỉnh lại bảng sheet. Đấy, ví dụ như là các cái lề rồi làm phông vân vân đấy. Thêm tiện X macro, nếu mà chúng ta muốn nhanh thì chúng ta bỏ các cái tích này đi. Trong trường hợp này tôi đang muốn nhanh, chấp nhận. Chúng ta chờ một chút thì đã xuất sang Excel rồi, chúng ta bấm Yes. Đấy, thì bây giờ chúng ta đang mở cái file Excel là cọc đại trà King Plaza.xls, là file Excel. Thì chúng ta thấy đây là phông gì ạ? Phông .vn Tham H. Đây là .vn Arialnarrow, đúng chưa? .vn Arialnarrow. Đây là gì ạ? .vn Arialnarrow có 11, tức là phông ABC. Đấy. Và ai đó có thể là chúng ta bôi đen toàn bộ cái bảng này, hay là bôi đen cái phần này vân vân, chúng ta kéo xuống phía dưới để chúng ta bôi hết nhé. Đến đây chẳng hạn này. Đấy, chúng ta chọn cái phông nào đó khác. Tôi lấy ví dụ thế này. Đấy, tôi lấy ví dụ phông này nhé, Avan đi. Dạ, chúng ta thấy chưa? Như vậy cái phông Avan thì nó tròn. Đấy, và nó đậm hơn, tròn hơn và to hơn cái phông .vn Arialnarrow. Narrow thì nó hẹp hơn, đúng chưa? Bây giờ ấy xong, chúng ta chuyển phông xong thì các cái dòng này nó bị, các cái chữ này nó không thể hiện hết, đúng chưa? Thì chúng ta, nếu chúng ta kéo này rất mất thời gian, hoặc là chúng ta nhét kép vào cũng mất thời gian lắm, đúng chưa? Thì chúng ta cứ kệ nó như thế này đi. Chúng ta bôi đen toàn bộ từ dòng đầu đến dòng cuối. Chúng ta bôi này, chúng ta kéo. Sau đó chúng ta bấm shift và bấm cái dòng cuối cùng. Như vậy là chúng ta đã chọn được toàn bộ rồi, từ dòng đầu đến dòng cuối, đúng chưa ạ? Sau đó chúng ta vào cái menu format ở trên cùng này. Chúng ta chọn là auto fit row 2, tức là nó sẽ tự động nó căn chỉnh lại cái chiều cao của dòng cho nó vừa. Đấy, chúng ta thấy chưa? Như vậy cái dòng này nó tự nó co giãn ra, đúng chưa? Cái dòng này nó tự nó co giãn cho nó vừa. Đấy, tất cả đây nó co giãn hết cho chúng ta, mà chúng ta không phải làm từng ô một thì lâu lắm. 5 đầu việc thì nhanh, chứ đến 5.000 đầu việc chúng ta làm chắc mất buổi sáng. Thế cho nên là chúng ta nhớ nhé, cái chức năng là format auto fit row 2 vô cùng quan trọng khi mà chúng ta làm Excel nhé. Ok chưa? Nó chỉ mất 1 giây để bấm thôi ạ. Đấy, và sau đó chúng ta khi chuyển phông xong rồi thì chúng ta sẽ in cái bài thấu ra theo cái phông mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như trên màn hình là phông ABC đấy ạ, .vn avan, .vn thamh, đấy, phông thuần ABC. Đấy. Ok. Yes, tôi lưu lại được. Thời gian lưu của file giữa Excel nó lớn rất là khá là lâu. Đó. Thế như vậy là trong bài học ngày hôm nay, bài học này thì tôi đã hướng dẫn rất chi tiết cái cách tính toán hồ sơ đấu thầu theo cái bảng tổng hợp dự toán gói thầu số 2.5 của thông tư, bao gồm xây dựng, hạng mục chung và dự phòng một cách rất chi tiết, cũng như là hướng dẫn cái cách thao tác để mà tính cái chiết tính từ khâu tra định mức, khâu tính giá, rồi tính tiền, rồi là tính dự thầu ở đây, cũng như là tính dự toán gói thầu thông qua 3 cái chi phí xây dựng, hạng mục chung và chi phí dự phòng chi tiết đây. Đấy. Thì đối với cả các cái hồ sơ đấu thầu như thế này thì chúng ta sẽ phải in ra gì ạ? In chiết tính, in dự thầu, in dự phòng thầu nếu có, và in dự toán gói thầu ra. Tất nhiên khi in chúng ta sẽ in ngược lại, cái thứ tự in sẽ là gì ạ? Cái dự toán gói thầu in trước. Đấy. Sau đó dự phòng thầu in sau, bởi vì cái này nó cũng rất là ngắn, nó chỉ có 1 trang thôi. Sau đó chúng ta in đến dự thầu để thể hiện được là cái giá trị bỏ thầu cho từng đầu việc một. Đấy. Sau đó chúng ta in cái cuối cùng mới là gì ạ? Là cái chiết tính, bởi vì cái chiết tính nó rất là dài, một đầu việc nó lên đến từ dòng số bao nhiêu ạ? Từ dòng số 6 mà đến 22, 22 trừ đi 6 là được làm 16, cộng 1 là 17 dòng. Đấy, 17 dòng, một công tác là 17 dòng cho nên rất là dài. Ví dụ như cái bài thầu là bao nhiêu trang đấy ạ? 1316 trang, dòng, tôi nhầm, 1316 dòng, rất là dài. Cho nên là cái bảng chiết tính này chúng ta sẽ in ở sau cùng. Đấy, tất nhiên theo đó nữa thì các bạn sẽ in gì ạ? Các cái năng lực của nhà thầu, rồi cái biện pháp thi công, tổ chức thi công, rồi bản vẽ, tiến độ thi công, vân vân kèm theo sau, hoặc là trước thì tùy theo cái yêu cầu chủ đầu tư. Còn riêng về cái mảng tính cái giá trị gói thầu, chúng ta in dự toán gói thầu trước, tiếp theo in dự phòng thầu, tiếp theo in dự thầu, và cuối cùng là in chiết tính. Ok chưa? Đấy. Thì chúng ta đã thực hành xong trên phần mềm G8. Thế còn thì cái bài tập của chúng ta đối với cái hồ sơ đấu thầu là gì ạ? Chúng ta sẽ làm bài tập như sau. Bây giờ tôi sẽ đề bài ra là thực hành việc tính và thể hiện cái hồ sơ đấu thầu cho các công tác sau. Đấy, thì tôi gợi ý là có 5 công tác như thế này. Đấy, chúng ta có thể chọn ra độ khoảng 3 công tác thôi, chứ làm nhiều quá nó cũng mất thời gian lắm, mà nó tương tự nhau thôi. Hoặc là chúng ta có thể chọn ra 3 công tác mà chúng ta đang thiết kế, đang thi công, đấy, công trình của chúng ta, để chúng ta làm thử, để chúng ta làm bài tập. Đấy. Tất nhiên thể hiện đấu thầu này thì chúng ta phải làm gì ạ? Phải làm cả các bảng chiết tính, đúng chưa ạ? Chúng ta phải làm cái bảng gì ạ? Đây, chiết tính nó tương tự như thế này. Đấy, chúng ta phải làm cái bảng dự thầu nó tương tự như thế này, và chúng ta phải xác định được cái gì ạ? Cái dự phòng thầu, rồi xác định được dự toán gói thầu, giống như tôi vừa hướng dẫn ở đây. Đó. Thì cái bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì trong quá trình mà theo dõi video, hoặc là trong quá trình làm việc học tập sau này thực tế của chúng ta, chúng ta có gặp những cái vấn đề gì vướng mắc, hay là cần trao đổi hoặc hỏi thêm, hoặc là chúng ta đóng góp các ý kiến, thì các bạn vào trợ giúp này, vào dự toán g8.com. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe, hoặc là có thể là học hỏi thêm được một vài cái điều gì đó trong cái video này. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.